Thưa quý vị, thưa các bạn, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2017 của ngành thủy sản Việt Nam đạt 8,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với năm 2016. Tuy nhiên, để giữ vững được đà tăng trưởng và để đạt mục tiêu 8,5 cho đến 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018, ngành thủy sản vẫn phải giải quyết nhiều thách thức, trong đó có việc thoát khỏi áp dụng biện pháp cảnh báo bằng thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường của Liên minh châu Âu EU. Vậy giải pháp nào để hỗ trợ ngư dân thoát khỏi thẻ vàng? Cảng Hòn Dớ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa là cảng cá lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ. Những ngày này luôn tấp nập tàu thuyền chuẩn bị vươn khơi. Để những khoang tàu đầy áp cá tôm không vi phạm thẻ vàng EC, Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân. Chi cục Thủy sản tỉnh đang tiếp tục vận động ngư dân tham gia các chuỗi liên kết từ khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, đồng thời xây dựng thêm các chuỗi liên kết mới nhằm xóa bỏ thẻ vàng mà Liên minh châu Âu đưa ra với mặt hàng thủy sản khi xuất khẩu vào thị trường này. Để ngăn chặn và tiến tới loại bỏ việc ngư dân đưa các phương tiện ra nước ngoài khai thác thủy sản trái phép, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc ban hành các kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khắc phục cảnh báo của EU về các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo, gọi tắt là IUU, tổ chức tập huấn cho chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, chủ cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác hải sản về quy định liên quan đến IUU, v.v. Cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khánh Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng thực thi nhiều giải pháp hiệu quả. Công tác tuần tra kiểm soát trên các cái cửa sông, bến bãi, rồi là nhất là các cái bãi ngang, và không giải quyết cho bất kỳ các cái phương tiện nào ra khơi khi không có đầy đủ các loại giấy tờ, và đã là xử lý và nhắc nhở là hàng nghìn các cái trường hợp là vi phạm. Còn với bài toán lâu dài hơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đưa ra các giải pháp căn cơ nhằm sớm đưa ngành thủy sản Việt Nam thoát khỏi thẻ vàng EC. Vì vậy, ngành nông nghiệp, cụ thể là Hiệp hội Thủy sản Việt Nam VASEP, đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để Việt Nam sớm thoát khỏi thẻ vàng EC. Ngoài những giải pháp như câu chuyện nêu trên của tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội VASEP còn đang triển khai các giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ ngư dân. Chính phủ cũng nên tài trợ cho các ngư dân ở những cái thuyền 24 mét trở lên để tập trung, họ có những cái máy định vị để lấy được cái thông tin họ đang ở đâu, họ đánh bắt ở vùng nào, vì những cái thông tin này là Âu Châu họ cần. Theo Tổng cục Thủy sản, thời gian tới, việc xác nhận nguồn gốc hải sản đánh bắt sẽ được thực hiện ngay tại các cảng cá và vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Còn việc cấp chứng nhận hải sản khai thác sau đó sẽ được Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thực hiện. Như vậy, so với quy định cũ, ngư dân đã thuận tiện hơn rất nhiều trong khai báo thông tin, góp phần giúp thủy sản Việt Nam gỡ bỏ được thẻ vàng từ EU. Cái mà châu Âu quan tâm đó là cái hành động thực tiễn của chúng ta. Thì ngoài cái việc chúng ta đã đề xuất và đã đưa vào trong cái tiếp thu những 9 cái khuyến nghị của EU ở trong cái luật thủy sản rồi, thì chúng ta phải hành động cụ thể. Cho nên tới đây thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ thành lập cái tổ công tác để mà đôn đốc và cũng như là phối hợp với các địa phương để triển khai bằng những hành động cụ thể trên thực địa. Câu chuyện ngành thủy sản Việt Nam bị Ủy ban châu Âu EC phạt thẻ vàng có thể nói là một bài học cho chúng ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Chúng ta phải tuân thủ theo những quy định mà Việt Nam tham gia ký kết, và việc bị phạt thẻ vàng EC này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho ngành thủy sản Việt. Chúng ta cần làm gì để những việc làm này không xảy ra, cũng như duy trì việc truy xuất nguồn gốc thủy sản như thế nào trong thời gian tới để tránh bị phạt thẻ vàng EC? Chúng tôi cũng đang làm việc với phía Cục Thú y và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong cái việc mà rà soát, sửa đổi thông tư 26 về vấn đề về kiểm soát nhập khẩu, kiểm dịch nhập khẩu, để làm sao là vẫn đảm bảo cái chuyện là quản lý được nhà nước, nhưng vẫn phải đảm bảo là có một cái thông thoáng cho doanh nghiệp mà vẫn đáp ứng được yêu cầu đầy đủ với lại phía châu Âu và các thị trường khác. Năm 2018, ngành thủy sản đạt mục tiêu tổng sản lượng đạt 7 đến 7,5 triệu tấn, cung cấp nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến xuất khẩu đạt 8,5 tới 9 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những nỗ lực để cán mốc 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, nhằm đưa thủy sản Việt trở thành mặt hàng chiến lược cạnh tranh trên toàn cầu.